Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Trong ngày ấy, Deborah hát bài ca này với Barak, con trai Abinoam. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và bá tánh dân mình cách vui lòng. Hỡi các vua hãy nghe, hỡi các quan trưởng khá lắng tai. Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Seir, khi trải qua đồng bằng Edom thì đất rung, các tầng trời nhỏ giọt, đám mây sa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va, núi bèn đổi ra dòng nước, tức núi Sinai kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày Sam-ga, con trai Anát, và nhằm lúc Gia-ên, các đường cái đều bị bỏ hoang, những hành khách nương theo các lối quanh quẹo. Trong Israel thiếu quan trưởng, cho đến chừng ta là Deborah trỗi dậy như một người mẹ trong Israel. Người ta đã chọn các thần mới, tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành giữa 40.000 người Israel. Người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy kỳ giáo. Lòng ta ái mộ các quan trưởng của Israel là những người trong dân sự dân mình cách vui lòng. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các người cởi con lừa bạch, ngồi trên khảm đi bộ trên đường cái khá hát mừng. Cậy tiếng của lính cầm cung tại chung quanh bến uống nước. Người ta hãy kính khen việc công bình của Đức Giê-hô-va và cuộc quản trị công bình của Ngài tại nơi Israel. Bây giờ dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành. Hỡi Deborah, khá tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hát một bài ca. Hỡi Barak, khá trỗi dậy, hỡi con trai của Abinoam, hãy dẫn những phu tù người đi. Bây giờ, kẻ còn sót lại trong dân sự đều xuống, đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận. Dân sự của Đức Giê-hô-va xuống đánh kẻ giỏng sĩ. Từ Ephraim đến những người có gốc nơi Amalek, sau ngươi có Benjamin là người ở giữa đoàn dân ngươi. Các quan trưởng đến từ Maki và những kẻ cầm cây phủ việc đến từ Sabulon. Các quan trưởng của Issachar đều theo Deborah. Issachar và Barak đồng một ý nhau. Người xông đại vào trũng gần các suối của Ruben. Có lắm điều nghị luận trong lòng. Nhân sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên các suối Ruben, có lắm điều nghị luận trong lòng. Galaad cứ ở bên kia sông Giô-đanh, còn Đan sao ở lại trên các chiếc tàu. A-xe ngồi nơi mé biển an nghỉ trong các cửa biển mình. Sa-bu-lôn và Nep-ta-li là dân tộc liều mạng mình ở trên các nơi cao của đồng ruộng. Các vua đến chiến tranh, các vua Canaan chiến tranh tại Tha-a-nát tại nước Megiddo, song chẳng cướp lấy được tiền bạc. Các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Kishon đã kéo trôi chúng nó, tức là khe Kishon đời xưa. Hỡi linh hồn ta, ngươi có dày đạp năng lực dưới chân. Bây giờ, vó ngựa bèn dậm đất vì có những chiến sĩ sải chạy mau. Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán, hãy rủa xả Mero, hãy rủa xả dân cư của nó vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va, không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va đánh các giỏng sĩ. Nguyện cho Gia-ên vợ Hê-be người Kê-nít được phước giữa các người đàn bà. Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại. Sisera xin nước, nàng đem cho sữa. Nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mở sữa cho. Một tay, nàng nắm lấy cây nọc, còn tay hữu cầm cái búa của người thợ. Nàng đánh Sisera, bữa đầu hắn ra, đập bể đầu và đâm lũng màng tang. Hắn xỉu, té, nằm tại chân nàng. Hắn xỉu, té tại chân nàng. Và tại chỗ hắn xỉu, hắn té chết cứng.
Mẹ của Sisera ở cửa sổ xem thấy, bèn kêu qua song mặt võng mà rằng: "Vì sao xe con đến chậm trễ? Tại sao các xe con đi chậm giường ấy?" Những kẻ khôn ngoan trong bọn hầu người trả lời, mà mẹ hắn cũng nói thầm rằng: "Chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phân của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ, một của cướp bằng vải nhuộm về phần Sisera, một của cướp bằng vải nhuộm thêu, một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải thêu cho cổ của người thắng trận. Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy. Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời khi mọc lên rực rỡ." Đoạn Sứ được hòa bình trong 40 năm. Chương 6. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an, nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Ma-đi-an với dân Amalek và người phương đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên, bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên, đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cào cào. Người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy, vì cớ dân Ma-đi-an, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta?" Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Ophra thuộc về Giô-ách, người Abi-e-se-rít. Gê-đê-ôn, con trai người, đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: "Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi." Gê-đê-ôn thưa rằng: "Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an." Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: "Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?" Người thưa rằng: "Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi." Đức Giê-hô-va phán rằng: "Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy." Gê-đê-ôn thưa lại rằng: "Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chớ gian khỏi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi để trước mặt Ngài." Ngài đáp: "Ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại." Gê-đê-ôn bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê-pha bột, làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: "Hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra." Gê-đê-ôn bèn làm như vậy. Bây giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men.
đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gideon thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng: Ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam. Tại Ophra, thành của người Abiezerit, cái bàn thờ ấy vẫn còn lại đến ngày nay. Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi và một con bò đực thứ nhì 7 tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh tại nhà cha ngươi và đánh hạ hình tượng Asera ở trên đó. Đoạn, tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc. Rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì, dâng làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asera mà ngươi đã đánh hạ. Gideon chọn lấy 10 người trong bọn đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và vì người sợ nhà cha mình cùng kẻ trong thành nên không dám làm theo lệnh ấy ban ngày, bèn làm ban đêm. Sớm mai, khi dân trong thành thức dậy, thấy bàn thờ của thần Ba Anh đã bị phá dỡ, hình tượng Asera ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó. Chúng hỏi nhau rằng: Ai làm điều đó? Đoạn hỏi thăm và tra xét, có người nói cùng chúng nó rằng: Ấy là Gideon, con trai Giô-ách đã làm điều đó. Dân trong thành bèn nói cùng Giô-ách rằng: Hãy biểu con ngươi ra, nó phải chết, vì nó đã phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh và đánh hạ hình tượng Asera ở trên. Giô-ách đáp với những kẻ giới nghịch cùng mình rằng: Các ngươi há có ý binh vực Ba Anh sao? Há có phải các ngươi muốn tiếp cứu nó ư? Ai theo phe Ba Anh sẽ bị xử tử kể từ sáng ngày nay. Nếu hắn là Chúa thì chính hắn hãy tranh luận lấy chứ, bởi vì người ta đã phá dỡ bàn thờ của hắn. Vậy, trong ngày đó, người ta gọi Gideon là Giê-ru-ba-an mà rằng: Ba Anh phải tranh luận cùng người, vì Gideon có phá dỡ bàn thờ của hắn. Hết thảy dân Madian, dân Amalek và người phương Đông đều hiệp lại đi ngang qua sông Giô-đan và đóng trại tại trũng Gít-rê-en. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gideon, người thổi kèn, các người Abiezerit bèn hiệp lại đặng theo người. Người cũng sai sứ giả đi khắp Manasse, người Manasse bèn nhóm hiệp đặng đi theo người. Đoạn, người sai sứ giả đến chi phái Ase, Sabulon và Nephtali, họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa. Gideon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel y như Chúa đã hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai, Gideon dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước. Gideon lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Xin cơn thành nộ Chúa chớ nổi phần cùng tôi, tôi chỉ sẽ nói lần này thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần này mà thôi. Xin cho một mình lốt chiên phải khô, còn xương lại đóng khắp trên đất. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy. Chỉ một mình lốt chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị xương phủ. Thi Thiên 80. Hỡi đấng chăn giữ Israel, hỡi đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, hãy lắng tai nghe. Hỡi đấng ngự trên cherubim, hãy sáng sự rực rỡ Ngài ra. Trước mặt Ephraim, Benjamin và Manasse, xin hãy dục giả năng lực Ngài và đến cứu chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa dẫn lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào? Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu.
Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho. Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy, cũng sở đất cho nó. Nó bèn châm rễ và bò đầy đất. Các núi bị bóng nó che phủ, và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó dê ra đến biển, và chồi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, để cho các kẻ đi qua lẫy lạc nó, heo rừng cắn phá nó, và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại. Từ trên trời hãy ngó xuống đói xem và thăm viếng cây nho này. Là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng, và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Chương 17. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, khá ra câu đố, kể lời ví dụ cho nhà Israel. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Có một chim ưng lớn, cánh lớn, lông dài, đầy lông và có nhiều sắc, đến Liban và lấy ngọn cây hương bách đi. Nó bẻ nhành non rất cao, đem đến trong một đất thương mại và để trong một thành của người buôn bán. Sau rồi, nó lấy giống của đất ấy đem trồng nơi đất tốt, đặt gần nơi nhiều nước và trồng như cây liễu. Cây nứt lên, trở nên một gốc nho diềm già nhưng không cao mấy. Những nhánh nó hướng về phía chim ưng, rễ nó căng ra ở dưới. Vậy nó trở nên một gốc nho, sinh ra những tược và nứt chồi. Nhưng có một chim ưng lớn khác, cánh lớn, lông nhiều. Này, gốc nho từ chỗ đất mình đã được trồng căng rễ ra và ngã nhành hướng về nó, hầu cho chim ưng ấy đến tưới mình. Gốc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nứt tược, ra trái, trở nên cây nho tốt. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Cây nho há được thạnh tốt sao? Chim ưng kia há chẳng nhổ rễ nó, cắt trái nó, cho đến nỗi làm khô héo hết những lá non nó đã nứt ra sao? Không cần có cánh tay mạnh, cũng không cần nhiều người để làm tróc rễ nó. Kìa, đã trồng nó có được thạnh tốt chăng? Vừa khi gió đông đụng đến nó há chẳng khô héo cả sao? Phải, nó sẽ khô nơi cùng một luống đất mà nó đã được trồng. Vả có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hãy nói cùng nhà loạn nghịch ấy rằng: Các ngươi không biết điều đó có ý nghĩa thế nào sao? Lại khá nói rằng: Này, vua Babylon đã đi đến Jerusalem, đã bắt vua và các quan trưởng đem đi với mình về Babylon. Vua ấy đã chọn một con vua, lập giao ước với, khiến phát lời thề, và đã điệu những người mạnh trong đất đi, đặng cho nước phải sa sút, không tự dấy lên được. Song bởi giữ giao ước thì nước còn lại. Nhưng vua đã dấy loạn nghịch cùng vua Babylon, mà sai sứ thần đến Ai Cập, đặng người ta giúp cho những ngựa và nhiều dân. Người há được thịnh vượng sao? Người đã làm những việc như vậy há thoát nạn được sao? Đã dứt bỏ lời giao ước còn mong thoát nạn. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ấy là tại nơi ở của vua đã tôn nó lên ngôi, mà nó đã khinh dễ lời thề và dứt bỏ giao ước, thì nó cũng sẽ chết với vua ấy tại giữa Babylon. Pharaoh sẽ không đi với một đạo binh lớn và những toán lính đông đến cứu viện trong sự giao chiến, khi người ta đắp lũy dựng đồn để hủy diệt nhiều người. Thật vậy, Sê-đê-kia đã khinh dễ lời thề, phạm đến giao ước. Này, đã trao tay ra rồi, thế mà nó còn làm những sự ấy.
nó chắc không thoát khỏi. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: thật như ta hằng sống, nó đã khinh dễ lời thề ta, dứt bỏ giao ước ta, ta sẽ khiến điều đó đổ lại trên đầu nó. Ta sẽ giăng lưới ta trên nó sẽ mắc vào lưới ta. Ta sẽ đem nó qua Babylon, tại đó ta sẽ đoán xét nó về tội nghịch cùng ta. Phàm những quân lính nó đi trốn sẽ ngã dưới lưỡi gươm, những kẻ còn sót lại sẽ bị tan lạc hướng về mọi gió. Bây giờ các ngươi sẽ biết ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng đã phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: chính ta cũng sẽ lấy ngọn cây hương bách cao và ta sẽ trồng. Ở nơi cuối cùng những nhánh nó, ta sẽ bẻ một chồi non, và chính ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao chót vót. Thật, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ nứt nhành và ra trái, sẽ trở nên cây hương bách tốt. Cả loài chim sẽ đến núp dưới nó, hết thảy những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây. Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên. Ta đã làm khô cây xanh và làm cho cây khô tốt lên. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành sự đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.